giờ giải trí 22 giờ tối thứ bảy địa điểm. Hãy cùng đến với chương trình Không Gia Song Đấu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bốn vị phụ huynh đáng mến cùng với bốn chàng trai nhà họ. Đầu tiên là mẹ Ngọc Ngọc, con trai Hoàng Việt, mẹ Đảm Đang, con trai chân thật. Gia đình thứ hai là mẹ Tâm, con trai Quốc Thiện, mẹ thích trà hết, con trai đam mê với nghề. Gia đình thứ ba là mẹ Đào, con trai Minh Quân, mẹ gia giáo, con trai mạnh mẽ. Và cuối cùng là mẹ Lan, con trai Thái An, mẹ dịu dàng, con trai tự lập. Hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của đêm nay, đó chính là Quỳnh Như. Quỳnh Như, 22 tuổi, hiện là sinh viên khoa thanh nhạc của trường đại học Nguyễn Tất Thành. Điểm mạnh của Quỳnh Như là sự tự lập và năng lượng tích cực trong công việc. Dù đôi khi hơi hoài nghi về bản thân, nhưng cô luôn biết cách tự khắc phục và vươn lên. Quỳnh Như từng trải qua hai mối tình. Mối tình đáng sợ nhất với cô là mối tình thứ hai. Bắt đầu vì sự hài hước, nhưng sau đó là sự kiểm soát và bạo lực khiến cô phải chịu nhiều áp lực và sợ hãi. Quỳnh Như mong muốn tìm được một người bạn trai có thể hiểu và tôn trọng công việc của cô, biết cách chăm sóc và lắng nghe. Điều quan trọng nhất với Quỳnh Như là cách cư xử của đối phương với gia đình và bạn bè. Nếu chọn một địa điểm để dắt người yêu đi chơi, Quỳnh Như thích những nơi đơn giản như quán ăn nhỏ, cùng nhau dạo phố, vì cô tin rằng những kỷ niệm giản dị là đẹp nhất. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ cô gái tài năng này nha. Vì chúng tôi hân hạnh chào đón sự ủng hộ của quý vị giờ này đang ngồi trước màn ảnh nhỏ HTV7. Giữa biết bao nhiêu lựa chọn giải trí, quý vị vẫn chọn chương trình Thông Gia Song Đấu mùa 3 để thư giãn cuối tuần. Đó là niềm vinh hạnh của chương trình. Thông Gia Song Đấu mùa 3 là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Và ngày hôm nay, nữ chính xinh đẹp của chương trình sẽ được giới thiệu một lần nữa đến cho quý vị khán giả, đó chính là Quỳnh Như. Em giới thiệu thêm về mình Quỳnh Như nhé. Thưa các mẹ cũng như là quý vị khán giả, em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Như. Hiện tại em đang học năm 3 khoa thanh nhạc của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chỉ là ca sĩ? Dạ. Dữ vậy sao? Đi hát được chưa? Dạ, hiện tại thì song song với việc học thì em cũng có đi hát vài tụ điểm. À, dạ. Là đang trau dồi thêm cái kỹ năng phải không? Dạ, đúng vừa rồi. Học vừa hành luôn á đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ thương quá, em hát dòng nhạc nào á? Dạ, hiện tại em đang theo học dòng nhạc thính phòng cổ điển ạ. Wow. Ôi, nhạc thính phòng cổ điển cực kỳ khó nha. Thử trổ tài chút xíu cho bốn chàng trai trong phòng chờ lé mắt coi chơi. À, dạ, vậy em xin phép được hát một bài Làng Quan Họ Quê Tôi. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi, con sông cầu làng bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Ôi, lụi tim luôn á, lụi tim luôn á. Mấy mẹ thấy sao ạ? Rụng tim. Chịu không? Chịu. Trời ơi, trời thiệt tình. Xinh đẹp, hát hay, sao còn độc thân? À. Dạ thì chắc cũng tại là hơi kén chọn. Ủa vậy hả, là kén lắm hay sao? Dạ, em có một chút hơi khó tính. Trong kiểu là không, sẽ không có tiêu chuẩn nhưng mà sẽ có một chút khó tính. Tại vì em thích một chàng trai thương mẹ. Thương mẹ? Thương gia đình. À sao phải đặt lên thương mẹ trước vậy? Dạ, tại vì khi mà thương mẹ thì sẽ biết cách thương em. Hay quá, trời ơi con dâu tương lai kiểu này là mấy mẹ nhà trai coi như là lụi tim mất rồi. Thương mẹ trước sẽ biết cách thương em, khéo ghê chưa. Nói là mình không có tiêu chuẩn nhưng chắc chắn là mình cũng phải có một vài cái câu chuyện tình trường nào đó làm cho em cảm thấy em phải ngày càng khó khăn hơn.
chứ không có đơn giản mà tự nhiên các em khó tính trong tình yêu đâu. Kể chút xíu nha. Thì bật mí với anh chút xíu là kiểu cũng là sẽ hơi khó tính trong cái việc mà tìm một người phù hợp với mình. Tại vì em, công việc của em là sẽ đi hát và sẽ đi lưu diễn nhiều hơn. Hiểu. Nên là em sẽ chọn một người nào đó có thể hiểu được công việc của mình, hiểu cho được cái thời gian của mình không được thoải mái như người khác, và sẽ kiểu là sẽ chọn một người có ổn định về công ăn việc làm, cũng như là khi mà ổn định rồi, hai người cùng có việc làm rồi thì sẽ hiểu được và lo lắng được cho nhau. Vậy là trước giờ là anh thắc mắc là cái tiêu chí của em thật ra nó cũng không phải là cái tiêu chí gì nó quá cao hay là nó quá xa lạ, thì anh nghĩ rằng nó không có khó. Vậy là chẳng lẽ trước giờ mình chưa trải qua mối tình nào hay sao? Dạ thì cũng có một vài mối tình, tuy là nó hơi đơn giản, nhưng mà các mối tình mà em đã trải qua thì người ta sẽ không đồng ý với cái công việc này của em. Thì hôm nay sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng dành một tràng vỗ tay chào đón Quỳnh Như và chúc cho Quỳnh Như tìm thấy chân ái của đời mình. Và thưa quý vị, dĩ nhiên rồi Quỳnh Như sẽ không đến đây một mình mà còn đến với hội đồng người thân nữa. Chúng ta cùng chào đón hội đồng người thân của nhà gái. Xin mời. Chào đón hội đồng người thân của nhà gái, xin được giới thiệu ngay, bên tay trái của chúng ta là đại diện của bốn nhà trai đến đây để chinh phục con gái nhà mình. Bây giờ mời nhà gái giới thiệu nha. Dạ xin mời ạ. Vâng, lời đầu tiên xin chào Miss Phương Hiếu và xin chào bốn vị phụ huynh của nhà trai và tất cả khán giả có mặt tại trường quay một lời chào thân thương nhất. Tôi là Nalisa Nguyễn, mẹ của con gái tôi là Quỳnh Như. Hôm nay tôi đến đây với mong muốn của tôi là chọn bạn trai cho con gái của tôi. Với mẹ, một cậu con trai như thế nào sẽ phù hợp với con gái của mẹ theo tiêu chí của mẹ? Cái mong muốn của một người mẹ chọn một người bạn trai cho con gái thì bao giờ cũng là cái tiêu chí là đạo đức, nó là quan trọng nhất. Yeah. Sau đó công việc ổn định thì con gái của tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn mẹ với hai tiêu chí rõ ràng. Mình cần đạo đức, công việc ổn định ha. Dạ. Dạ rồi, hy vọng mẹ sẽ tìm thấy. Bạn tiếp theo giới thiệu nào. Xin chào anh Phương Hiếu, cùng với bốn vị phụ huynh và tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hải My và em là bạn của Quỳnh Như. Dạ. Bạn của Quỳnh Như, bạn như thế dạ, nào bạn nhỉ? Dạ, bạn thân. Bạn thân hả? Dạ. Bực mấy chút xíu đi, nếu như một chàng đẹp trai lướt qua bạn của em có dòm không? Em nghĩ thì cũng tùy thôi, đôi lúc thì dạ, sẽ nhìn và đôi lúc thì sẽ không. Tại vì cũng gu á, nếu đúng gu thì sẽ nhìn ạ. À. Dạ, còn nếu không thì... đúng thì bạn sẽ không quan tâm tới nào, đâu. Gu của bạn em là gì? Gu của bạn em là kiểu một chàng trai như là biết quan tâm, lo lắng cho bạn gái. Lo lắng cho bạn gái. Dạ, rồi kiểu như là sẽ tinh tế và tử tế một tí nữa. Tinh tế và tử tế một tí. Dạ đúng rồi, kiểu như là sẽ ga lăng nữa, kiểu là luôn hiểu được cái cảm xúc của bạn gái mình nghĩ gì á, không cần phải nói nhiều. Tinh tế, tử tế và ga lăng nữa. Đẹp trai thì được không? Dạ, đẹp trai thì đôi khi em nghĩ có cũng có thì tốt, mà không có thì nó cũng được. Rồi. Chàng trai còn lại giới thiệu nào. Dạ, xin chào anh Si, các vị phụ huynh và các bạn khán giả có mặt ngày hôm nay ạ. Em là Bảo Long, là cũng là bạn thân của bạn Quỳnh Như ạ. Em muốn bạn thì tìm kiếm được một chàng trai mà như ý nguyện của mình, không có như những cái mối tình trước mà ngày nào cũng về khóc lóc với em. Ủa, khóc lóc nữa hả? Mỗi lần buồn tình là về khóc lóc kể lệ với em. Em lúc nào cũng phải ngồi an ủi. Vậy hả? Là tưởng mạnh mẽ như vậy nãy giờ không có khóc lóc. Ai về có cái vụ về khóc lóc với em nữa hả? Bà chỉ khóc lóc với người thân thôi nha anh. Vậy thì để xem ngày hôm nay nhà gái sẽ giúp cho Quỳnh Như, cô gái xinh đẹp của chương trình, có tìm được chàng trai phù hợp hay không. Hãy dành một tràng vỗ tay để bắt đầu chương trình. Xin mời. Ngay bây giờ chúng ta cùng làm quen với từng nhà trai. Xin mời nhà trai số 1 giới thiệu ạ. Mình là mẹ nuôi của Hoàng Việt, mình tên là Ngọc Ngọc, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón mẹ Ngọc đến với chương trình. Làm quen gia đình số 2 thưa quý vị. Chào gia đình nhà gái, tôi là Thanh Tâm, là mẹ nuôi của con trai Quốc Thiện. Con trai Quốc Thiện năm nay được 21 tuổi và mẹ gia đình mẹ con tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào mẹ Tâm đến với chương trình. Dạ.
Ngay bây giờ là gia đình số 3. Xin mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Tôi tên là anh Đào, mẹ của Quân. Mẹ con tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ anh Đào đến với chương trình. Một gia đình nữa chúng ta cùng làm quen ngay thưa quý vị. Mời gia đình số 4. Mình là Ngọc Lan, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón mẹ Lan đến với chương trình. Thưa quý vị, nhà trai và nhà gái đã giáp lời với nhau rồi. Vậy thì ngay bây giờ đừng đi đâu cả, tại vì chúng tôi sẽ mời quý vị đến ngay với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi lần lượt 4 vị phụ huynh nhà trai sẽ dùng 4 hành động dễ thương để miêu tả về những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của họ trên sân khấu. Từ hành động, gia đình nhà gái sẽ hội ý và đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các vị phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình nữ chính sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do vì sao gia đình đó bị loại. Hãy cùng đến với vị trí của gia đình đầu tiên để xem mẹ sẽ chọn hành động dễ thương gì để giới thiệu về con trai của mình. Mẹ sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Một tràng vỗ tay, mời mẹ bắt đầu. Dạ, cảm ơn mẹ. Ây da, nào. Thưa quý vị, tại trường quay của chúng tôi thì có hai hội đồng, đó chính là hội đồng nhà nội và hội đồng nhà ngoại. Đây là hai hội đồng cùng dự đoán và họ rất là cao siêu, họ thường đưa ra những dự đoán hết sức thú vị. Chúng ta cùng nghe. Bên nội, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Bóng chuyền. Bóng chuyền. Dạ, bên ngoại. 1, 2, 3. Bơi lội. Dạ, một bên đoán là bóng chuyền, bên đoán là bơi lội. Nhà gái mình đoán sao ạ? Hành động vừa rồi diễn tả cái gì ạ? Chắc là bơi lội quá hả? Chắc là bơi lội quá hả? Tại mình thấy như vậy đúng không? Mà bơi gì bơi một tay vậy trời? Bơi người ta phải hai tay mà bơi thì bơi một tay, bơi giống dương quá bơi. Em đoán là gì hai em? Em đoán là gì? Liên quan tới thể thao, có thể thể là bóng thao. Chuyền và bóng đá. Bóng chuyền, bóng đá, tại vì hành động đá. Dạ đúng rồi. Dạ, còn em? Em là cũng nghĩ như vậy, em nghĩ là liên quan tới thể thao. Chắc em nghĩ là cả hai, bóng chuyền và bóng đá. Dạ thưa mẹ, mẹ có thể cho mọi người được biết hành động vừa rồi mẹ muốn diễn tả cái gì và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. Xin giới thiệu con trai của mình tên là Hoàng Việt, sinh năm 2003. Cũng có nhiều thành tích về vừa qua là về thể thao. Thứ nhất á, ưu tiên về cái phần mà gọi là đạt giải á, thì đạt giải bóng đá. Là luôn cả cầu lông. Đạt giải bóng đá là giải mấy á mẹ? Giải nhất á. Giải nhất. Con trai đúng. Mình là số 1 mà liên tục 2 năm liền. Nhưng mà gọi là đọt giải á, là tỉnh. Về cầu lông thì con tôi đạt rất là nhiều giải. Giải nhất về là cầu lông. Ưu tiên nữa là về năm 2023 con tôi đã đạt giải Á Vương 1 của Đại học Thủy Lợi. Á Vương 1 là coi chừng là sắc bóng ok lắm đó. Chứ không có đơn giản đâu. Còn gì nữa không mà tính tình em sao ạ? Thì em rất là hoạt bát, đẹp trai, học giỏi và siêng năng. Thì kỹ lưỡng luôn. Kỹ lưỡng có tình người. Và gia đình và lối xóm ai cũng đều thương mến hết. Trời ơi đã quá. Cho nên với tôi là số 1. Cảm ơn mẹ Ngọc rất nhiều. Nếu mà em làm người mẫu giỏi như vậy thì chiều cao em bao nhiêu thưa mẹ Ngọc? Dáng đẹp, da trắng. Con tôi là số 1 mà. Quá ổn. Mẹ Nalisa thấy sao ạ? Thường thì nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Nhưng mà ở đây là nhà trai nhỏ hơn nhà gái 1 tuổi thì ép cũng được đi con à. Ép cũng được đi con à. Cái tuổi tác, cái về tuổi tác là không có gì quan trọng cả. Ăn thua nơi là chúng nó có tính tình thương yêu nhau và sống là gọi là chân tình đến cuối đời, quan tâm đến với nhau. Nhà trai cho phép nhà gái hỏi là bên nhà trai được mấy người con? Dạ nó có 2 chị. Một chị ở thành phố Hồ Chí Minh, một chị ở ngoài Hà Nội. Dạ hèn chị em hoạt động hai nơi là phải rồi. Vẫn ở ngoài Lào Cai nhưng mà thường thường vô thành phố là mình là mẹ nuôi.
nên mẹ đỡ đầu, nên mỗi lần vô thành phố là ở nhà với mình và ở nhà với chị ruột, chị lớn á cũng ở thành phố. Dạ. Ủa sao ba mẹ ruột của em hôm nay không có mặt ở trường quay? Dạ tại vì nhà đang làm nhà ở ngoài đó nữa đó, nên rồi là thôi mẹ ở trong đây, mẹ đi thế dùng với mình là mẹ nuôi từ nào giờ, mình cũng quan tâm đến đến con mình lắm. Hai bên anh chị với mình là bạn với nhau mà, bạn thân. Vì là bạn thân cho nên cũng hiểu tiêu chí với mẹ Nalisa. Lúc nó còn hồi lúc 3-4 tuổi à. Dạ, à từ nhỏ rồi hả? Dạ. Rồi đó là nó kêu mình mẹ từ đó đến giờ luôn. À. Vào thành phố thì mình nữa là mỗi lần mình về là mình cũng cơm nước y như con ruột vậy đó. Dạ. Tại mình không có con trai. Vậy là mẹ nhà gái yên tâm nha. Dạ, đây cũng rất là thân chứ không phải là mẹ ngang hông á. Mẹ này là từ nhỏ chứ không phải mẹ ngang hông, rất là thân. Còn hai em thấy sao? À, như em á thì em thấy là tiêu chí của bạn nam thì ok. Tại vì thường á con trai mà cao trên 1m75 là xuất sắc rồi. Ừ. Mà bạn còn hoạt động nghệ thuật thì những bạn mà hoạt động nghệ thuật á thì sẽ có một cái tâm hồn á rất là quan tâm bạn gái mình. Ừ. Đó em nghĩ là để xem những nhà sau tiếp, nhưng mà em cảm thấy là cái nhà trai đầu tiên này thì cũng ổn. Ừ, nghĩa dạ. là dễ thấu hiểu nhau hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ theo em thấy thì bạn nam ở bên nhà trai á, thì học hành nghệ thuật có thể đồng cảm với Như được. Nhưng mà bạn Hà Lâm người mẫu thì ngành người mẫu ở Việt Nam á, thì cũng chưa được có thịnh hành lắm. Thôi với bên nước ngoài, hai bạn đến với nhau thì em không biết là tương lai hai bạn có thể tốt phát triển hơn nữa được hay không trong ngành nghệ thuật này. Dạ vậy thưa cô ơi cho con hỏi, bạn nam đó thì trong tương lai có ý định là làm một cái ngành nghề khác hay không ạ? Tôi tin chắc là con tôi đó nó tự hào cho bản thân, nó tự tin luôn là nó nói hai cái nghề của con là không bao giờ là con bỏ, con quyết chí cho đến thì đến khi con có vợ và đến có con luôn, trưởng thành luôn sau này. Tại cái nghề thủy lợi của nó cũng thành công và cái nghề người mẫu của nó cũng đang tiến triển. Là học đại học thủy lợi là em học ngành gì hả mẹ? Dạ cơ điện tử. À cơ điện tử, bên cạnh đó là còn người mẫu nữa. Dạ. Nhưng mà là em có định hướng là làm ngành nào luôn không mẹ, hay là làm song song hai ngành? Không, định hướng của nó thì bên cơ điện tử thủy lợi. Đấy, cho nên là nhà gái tham khảo nha. Em thấy sao? Dạ, thì em thấy cao trắng thì em cũng chịu. Chịu. I know I'm hard to love. Thưa quý vị, vậy còn nói gì nữa, nhà trai đầu tiên đã mang lại nhiều thiện cảm dành cho nhà gái. Vậy thì chúng ta cùng đến với gia đình của mẹ Tâm. Dạ, để xem mẹ Tâm chọn hành động dễ thương gì giới thiệu về con mình. Mẹ Tâm sẵn sàng nha, cổ vũ cho mẹ Tâm. À, rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ Tâm. Nào, cùng đoán nào. Bên nội, hãy cho biết các bạn dự đoán như thế nào. 1, 2, 3. Đếm tiền. Rồi, bên ngoại nào. 1, 2, 3. Thiết kế. Dạ, thiết kế cái gì? Thiết kế thời trang. Một bên đoán là đếm tiền. Chắc là bạn này thuộc giới siêu giàu đó. Sao anh nhìn thấy giống đến bài quá ta? Nhà gái đoán là sao ạ? Chắc là mình cũng nghĩ là chắc làm ngành ngân hàng hay gì đó. Ngân hàng, dạ. Yeah. Yeah. Theo em nghĩ thì em cũng giống với ý kiến của cô, bạn làm ngân hàng. Ngân hàng, dạ. Yeah. Ý kiến của em thì chắc là bạn làm thiết kế. Em đoán là gì? Dạ thì em cũng đang phân vân về hai mảng đó. Ừ. Một là thiết kế thời trang hoặc là hai là ngân hàng. Ừ. Yeah. Mẹ Tâm ơi, cụ thể hành động vừa rồi mẹ diễn tả cái gì và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ bắt đầu. Mình xin giới thiệu, mình là Thanh Tâm, mẹ nuôi của Quốc Thiện, sinh 2003, thì năm nay là được 21 tuổi và đang học nghệ thuật. Thì gia đình của Quốc Thiện là có một cái xưởng vải. Ồ. Oh. Dạ. Yeah. À, thì ra mình mới có cái hành động là luồn kia xe chị. Quốc Thiện là một chàng trai rất là có hiếu và sống tình cảm. Ừ, một chàng trai cao ráo đẹp trai. Quốc Thiện cao tới 1m, gần 1m8. Không biết đã chuẩn mẫu chưa, nhưng mà body cũng đẹp. Nói chung là Quốc Thiện con trai nuôi của cô á rất là đẹp trai và đẹp lắm, y như diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Cô nhìn cô còn rụng tim, rụng tim. Quốc Thiện có sở thích là đam mê ca hát.
Và bản thân cô cũng rất thích đam mê ca hát. Nói chung là hai mẹ con cô có cùng cái sở thích đó. Đúng gu luôn. Đúng gu luôn đó. Thì Quốc Thiện là rất thích chơi thể thao. Hồi mà học trung học á thì Quốc Thiện có chơi bóng chuyền và cũng có được giải giải nhất giải bóng chuyền của tỉnh. Giỏi quá. Dạ. Vừa giỏi vừa ngoan, sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Với tôi là con tôi là số 1 đó. Con trai nuôi của mẹ Tâm cũng là 21 tuổi luôn. Dạ, 21 tuổi, chiều cao, lý tưởng, nghe mẹ nói là đẹp trai như Hàn Quốc. Ôi ơi. Và hiện nay là nhà có xưởng vải, thì công việc của em cụ thể là làm ngành gì thưa mẹ? À, em cũng phụ việc thôi, cái gì em cũng làm được. Mà công việc chính hiện giờ là em đang đi học. Em học nghệ thuật ở trên thành phố Hồ Chí Minh. À, là học về nghệ thuật luôn, diễn viên hay ca sĩ à? Và em đó thì là học ngành diễn viên và được đào tạo chính quy. Wow, hèn chi mẹ giới thiệu về ngoại hình của con mẹ xuất sắc như vậy thì đúng là diễn viên rồi ha. Dạ, nhà gái thấy sao ạ? À, nhà trai, từ nãy giờ nghe nhà trai nói thì nhà gái cũng thấy có vẻ yên tâm về phần nào. Nhưng mà bạn học về ngành diễn viên nghệ thuật thì có nghĩa rằng là bạn cũng tâm hồn cũng lãng mạn. Nhưng mà cái công việc cụ thể thì nhà gái vẫn chưa an tâm lắm về cái công việc cụ thể. Ví dụ như là nửa sau này làm cái nghề gì, rồi ra trường, rồi bạn có nhiều xô hay không để mà bảo đảm tương lai cho con gái của tôi. Để mình sẽ nói rõ thêm ha. Thì con trai Quốc Thiện của tôi đó thì rất là thích nghệ thuật. Hình ra hiện bây giờ đó đang cái độ tuổi đi học của em. Thì em nó đang theo đuổi cái giấc mơ của nó. Nhưng nếu sau này mà em không muốn làm nghệ thuật nữa thì em có thể về tiếp quản gia đình, cái xưởng vải của gia đình. Thì xưởng vải của gia đình thì một tháng thu nhập cũng được vài trăm triệu. Thì con cứ yên tâm nha con. Con là Nghe chị nói thì tôi cũng rất là mừng cho gia đình chị. Nhưng mà sao mà tôi thấy ba mẹ ruột của các em không có trong trường quay hôm nay? Thứ nhất là được gì vậy? Đường đi nó xa. Và thứ hai nữa là công việc nó rất là bận rộn. Thành ra mình ở trên đây á thì mình gần hơn. Với lại hàng ngày nó cũng sống với tôi. Thành ra nên tôi lên đây tôi hỗ trợ cho con. Dạ. Cho nó thuận tiện hơn là để ba mẹ lên. Vậy là hai mẹ nuôi rồi đó. Mẹ nó đi xa ha. Mẹ Ngọc và mẹ Tâm đều là mẹ nuôi. Và ai cũng có cái sự quan tâm dành cho các cậu con trai. Từ đó mà mình cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dạ, mà cái xưởng vải này là của nhà em hay là của mẹ nuôi ạ? À? Không, của gia đình em. À vậy hả? Của gia đình Quốc Thiện đó. Dạ, thú vị quá. Rồi, hai em thấy sao nào? Tiêu chí của gia đình nhà con á, thì không có đặt cái ngoại hình lên hàng đầu. Nhưng mà bạn lại là học diễn viên. Thì con không biết là bạn có đào hoa hay không? Thiện rất là nghiêm túc trong tình cảm. Dạ. Và yêu ai thì chỉ biết người đó thôi. Quốc Thiện là một chàng trai rất có đạo đức. Hay quá. Thưa quý vị, tạm chia tay với mẹ Tâm, mình đến ngay với mẹ Anh Đào để xem mẹ chọn hành động dễ thương gì giới thiệu về con trai của mẹ. Mẹ Anh Đào bắt đầu chưa? Dạ mời mẹ. Áo dài đẹp quá. Dạ. Đó rồi. Dạ. Đó. Dạ rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn mẹ. Hai bên nội ngoại có đáp án chưa? Bên nội trước, 2, 3. Tiệm giặt sấy. Tự nhiên cái tiệm giặt sấy. Bên ngoại, 2, 3. Bóng rổ. Mời nhà gái đoán ạ. Bóng rổ thì đúng rồi, còn cái này là cái gì ta? Coi chừng là thích đọc sách hay là thích viết lách gì đó. Thôi mình cho là bóng rổ nhưng mà có trí thức là về ham đọc sách chẳng hạn đó. Cũng được, rồi hai em. Theo em nghĩ thì bóng rổ và viết như này thì em nghĩ là em đoán là không biết có phải là huấn luyện viên hay không. Huấn luyện viên, dạ. Huấn luyện viên bóng rổ, dạ. Coi chừng bàn chiến thuật rồi ha. Vẽ sơ đồ chiến thuật. Có thể là kiểu là nhắn tin hoặc là để mà tư vấn. Có thể, dạ rồi em trai. Em cũng nghĩ là bạn nam này làm về bóng rổ. Dạ. Còn cái viết này chắc em nghĩ là làm văn phòng. Và có sở thích về bóng rổ. Thưa mẹ Đào thân mến, không biết là hành động của mẹ giới thiệu cái gì về con của mình và vì sao con mẹ là số 1, mời mẹ bắt đầu. Dạ, xin chào em sư Phương Hiếu. Con trai của mình sinh năm 2005, năm nay 19 tuổi. Nhất gái hơn 2, chị trai hơn 1 mà. Dạ. Thấy cũng mừng vì điều đó.
cha tôi hiện đang là vận động viên bóng rổ của cấp tỉnh, thành tích đạt được và đã đạt được huy chương vàng rồi. Wow, quá giỏi. Hiện nay song song là bạn đang học đại học năm nhất của trường sân khấu điện ảnh. Về điểm mạnh của con trai thì là bạn hòa đồng vui vẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Vì gia đình tôi là giáo viên nên thật sự là nhìn bạn ấy ở ngoài rất là tri thức, điềm đạn và rất là chững chạc ở cái độ tuổi 19 đó. Tôi rất tâm đắc con trai tôi, con trai tôi luôn luôn là số 1. Ây da, 19 tuổi đang học sân khấu điện ảnh, chứng tỏ rằng cũng phải có ngoại hình xíu. Dạ, rồi, mẹ nhà gái thấy sao ạ? Nhà gái chào nhà trai. Nhà gái nghe nhà trai chia sẻ thì nhà gái cũng thấy hơi lo lắng. Hơi lo lắng là thứ nhất là em còn nhỏ, em mới có 19 tuổi thôi và em cũng đang học. Thì nhà gái cảm thấy rằng là chưa có cái công việc gì ổn định để đảm bảo được cuộc sống cho nhà gái. Cho nên là nhà gái cũng cần cân nhắc lại. Thì nhà gái biết không, mới có 19 tuổi thì nhà gái cũng cứ yên tâm, tuổi còn quá trẻ. Có những người người ta thành công rất là sớm, cũng có thể là rẽ hướng kinh doanh khi động lực từ người vợ. Dạ, chính xác. Thì con được biết là gia đình mình là giáo viên, thì tại sao là con trai cô không theo nghề của cô mà bạn lại học sân khấu điện ảnh ạ? Ước mơ và hoài bão của mỗi người khác nhau mà con. Bạn có ước mơ thì mình là cha mẹ mình phải động viên và an ủi. Con mình thấy hạnh phúc thì mình mới thấy hạnh phúc được. Mình không có bắt ép. Thì em thấy sao với chàng trai này, 19 tuổi có quá ngại không? Cái mà em vẫn lo nhất đó là gia đình bạn là giáo viên. Thì không biết là cô có chấp nhận được cái công việc của em đi sớm về khuya hay không. Nhiều khi sẽ không được chu toàn bổn phận nếu mà có cưới về. Dạ. Về điều đó thì con yên tâm. Gia đình cô là giáo viên nhưng mà sống theo kiểu hiện đại, cho nên là con cái làm những gì con cái thích, vui, hạnh phúc. Gia đình cô chỉ vậy thôi, chứ không có gò bó bất kể điều gì. Ba nhà trai đã giới thiệu xong, chúng ta cùng đến ngay với nhà trai còn lại. Mẹ Lan chuẩn bị xong chưa? Và cổ vũ cho mẹ Lan ạ. Dạ. Nhà ngoại nhà nội cùng đoán nào. Dạ. Có đáp án chưa nào? Bên nội trước, 2, 3. Nam Vương. Nam Vương. Bên ngoại, 2, 3. Bác sĩ. Bác sĩ. Đâu ra bác sĩ vậy? Trái tim ra như vậy là bác sĩ. Còn bên kia là sao Nam Vương vậy? Lan tỏ tình yêu tới cộng đồng là Nam Vương. Dạ, nhà gái đoán sao ạ? Chắc là làm cái nghề gì đó mà nó lan tỏa đến yêu thương á. Trái tim này nó thể hiện cho yêu thương. Chắc cũng gần gần như bác sĩ nha. Gần gần bác sĩ, đó là mẹ đoán. Còn hai em? Em thấy là cô đưa 10 ngón tay và hành động tiếp theo là trái tim. Thì em cũng nghĩ là không lẽ bạn ấy yêu 10 người. Yêu 10 người. Biết đâu tình trường dày đặc thì sao? Dạ. Còn không thì em thấy trái tim mà cái hành động cuối cùng là như thế này thì lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, thì em nghĩ chắc là cũng liên quan tới nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì chắc có thể là người mẫu hoặc là làm Nam Vương thì phải. Em đoán là như vậy. Thưa mẹ, hành động của mẹ cụ thể là gì và vì sao con mẹ là số 1? Mời mẹ. Con trai mình tên là An. Con trai mình sinh năm 2004. Con trai mình cao 1m85. Nói chung con trai mình nó rất là dễ thương. Con trai mình là đạt top 10 thi thanh lịch của trường. Năm 2022 con mình là đại sứ quán quân của một doanh nghiệp tổ chức về truyền cảm hứng, nói về những cái thiện nguyện, những cái chia sẻ về cộng đồng. Hiện tại thì con mình học trường Nguyễn Tất Thành năm 2. Gốc của nhà mình thì ở Hà Nội, nhưng mà mình đã vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp lâu rồi. Con trai mình thì tự lập lắm, tự đi làm kiếm thêm việc rồi về nhà mở quán. Con trai mình đối với mình là số 1. Là em năm nay 20 tuổi mẹ ha. Đang học về marketing. Vâng. Là mình bán đồ ăn ở nhà, bán đồ ăn vặt hả mẹ hả? Bán đồ ăn vặt với nước uống á. Dạ.
Rồi cơ duyên nào mà em tham gia nhiều cái hoạt động thú vị quá. Nếu mà top 10 ở trường cấp 3 là chắc cũng sắc bóng cũng được. Phải không ạ? Bên cạnh đó còn là đại sứ quán quân. Truyền cảm hứng hả mẹ? Dạ, truyền cảm hứng. Nghĩa là em hay tham gia hoạt động thiện nguyện hay sao ạ? Dạ, em chia sẻ những cái hoàn cảnh, những cái này cái kia, truyền cảm hứng cho mọi người. Dễ thương quá, hèn chi mẹ để em là có trái tim á, tấm lòng nhân ái, phải không ạ? Nhà gái thấy sao thưa nhà gái? Dạ nhà gái, chào nhà trai. Qua những gì nhà trai chia sẻ thì nhà gái thấy rằng là thứ nhất là em có một cái tấm lòng yêu thương tất cả với mọi người. Cái đó cũng là cái mà tiêu chí của nhà gái đặt ra lúc ban đầu là phải là đạo đức trước đó. Nhưng mà nói về công việc kinh doanh thì nhà gái thấy rằng là nó vẫn còn bấp bênh lắm. Cho nên là nhà gái cân nhắc lại. Để em đang học năm 2 của khoa marketing, nên cái vấn đề là kinh doanh em sẽ nắm rõ hơn là mọi người đó. Chắc chắn là như vậy, nhưng mà nhà gái cũng vẫn thấy rằng là cái việc học và cái việc mà thực hành nó là hai vấn đề khác nhau. Cho nên là nhà gái cũng để xem xét lại tí. Dạ đúng là việc học với việc thực hành. Nhưng mà em là vừa học marketing mà em vừa mở được quán. Coi như em đã tự lập từ nhỏ. Em thấy thì bạn Nam, bạn vừa kinh doanh mà bạn vừa đi học luôn, song song. Thì bạn học Nguyễn Đức Thành thì là bạn học chung trường với bạn Như rồi đó. Ồ, hả? Chung trường luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ oh. Và trường Nguyễn Đức Thành thì có một cái câu là thực học đi đôi với hành á. Nên là lúc nào hai cái đó cũng song song thì bạn đã làm được cái vấn đề đó. Nhưng mà em thấy là còn quá sớm để bạn có thể gọi là thấy được cái sự thành công của bạn trong tương lai á. Nói chung con trai cô á là nó đã tự lập từ nhỏ. Như cô nói đó là bé đã rất là giỏi, vừa tham gia nghệ thuật luôn, vừa chơi cầu bóng là cầu lông. Nói chung bé rất là giỏi, tự làm. Thì bây giờ tiền mà bé mở quán bé cũng tự làm được. Thì khi sau này nếu mà bé có vợ, bé sẽ lo được cho con với lại vợ của bé. Thì con được biết là cô chia sẻ là con của cô hiện tại vừa đi học vừa kinh doanh quán. Khi mà bạn quen bạn của con thì làm sao mà bạn có thời gian để ra đi chơi ạ? Người ta cũng có một câu thích là mình có cách, không thích mình có lý do. Bé sẽ sắp xếp thời gian đưa đón đi chơi hay là những cái công việc liên quan với bạn gái. Là bây giờ vừa học vẫn vừa làm. Và nếu có bạn gái, bạn sẽ đáp ứng được cho bạn gái. Cô cho con hỏi tiếp là kinh doanh quán như vậy á thì một tháng là thu nhập khoảng bao nhiêu ạ? Con của cô á nó mới vừa mở quán. Thì bây giờ hiện tại cái tháng đầu tiên là đã được 15 triệu. Thì cái đó là mình hoàn vốn rồi. Thì song song đó những cái tháng sau mình sẽ tương đương là 15 triệu mỗi tháng đó cưng. Dạ Nghĩa là cũng mới mở đây hả mẹ ha? Mới mở đây mà được 15 triệu cũng ngon đấy. Chúc mừng mẹ về điều đó. Em thấy sao? Trước tiên thì em cảm thấy có, nếu mà một người đàn ông biết tự lập từ sớm sẽ có thể lo được cho gia đình của mình và đúng, cho người mình thương. Nên là em cũng hy vọng rằng sẽ được gặp bạn vào vòng tiếp theo. Đúng rồi, người ta nói phi thương bất phú mà. Cho nên cái việc mà có cái ý thức làm ăn kinh doanh buôn bán càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, như vậy là bốn chàng trai có những lợi thế khác nhau, vóc dáng, ngoại hình, cái tuổi tác cũng khác. Vậy thì quan trọng là nhà gái khi nghe các nhà trai giới thiệu về điều đó thì sẽ dừng cuộc chơi với gia đình nào, và họ cảm thấy rằng là những thông tin ít trùng khớp với mong muốn của họ. Hãy xem nhà gái hội ý và đưa ra kết quả ra sao. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Giờ đây để xem mẹ sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Dạ, mời mẹ nhà gái đứng dậy. Mẹ nhà gái hãy cho chương trình được biết đâu là gia đình nhà trai mẹ sẽ dừng cuộc chơi. Chúng ta có bốn gia đình: mẹ Ngọc, mẹ Tâm, mẹ Đào và mẹ Lan. Xin mời mẹ Nalisa Nguyễn. Gia đình mà chúng tôi dừng cuộc chơi đó là thank you.
gia đình thứ tư mẹ Lan. Dạ. Lý do vì sao dừng cuộc chơi với mẹ Lan thưa mẹ? Tại vì tiêu chí của nhà gái chọn là ở đây là yêu đương phải có thời gian. Nhưng bên nhà trai thì bạn bận bịu về kinh doanh quá, thì nhà gái e rằng là không có cái thời gian mà để chăm sóc và yêu thương bạn gái mình. Thì vấn đề đó nhà gái sẽ ngại rằng là hai bạn sẽ không có tâm đầu ý hợp lắm. Cái thời gian dành cho Quỳnh Như bé vẫn sắp xếp được, mong nhà gái là coi suy xét lại coi như thế nào để cho em nó có một cơ hội nó quen biết rồi đồng hành chung với bạn Quỳnh Như ạ. Thôi thì mình đã quyết định rồi, thôi mong nhà trai thông cảm. Hãy gặp gỡ con mẹ Lan để xem bạn ấy xuất hiện tại đây. Chàng trai 20 tuổi, học marketing, thích công việc kinh doanh, thì bạn ấy sẽ là một chàng trai như thế nào? Cùng gặp gỡ con trai mẹ Lan. Người xin chào nhà gái, con tên là Nguyễn Thái An. Hồi nãy thì mẹ cũng có nói chung là hơi ít cái ý về cái công việc của con. Bổ sung thêm. Con số 15 triệu là con số mà con bỏ ra để mua những đồ dụng cần thiết cho cái quán của mình. À. Đặc biệt là cái mặt bằng thì con không mất, tại vì đó là mặt bằng của gia đình. Tại vì con cũng không có chia sẻ cho mẹ quá là nhiều về cái vấn đề kinh doanh hay làm ăn của mình hay doanh thu như thế nào. Nhưng mà con xin nói lại một chút, đó chính là cái con số 15 triệu mà mẹ đưa ra là cái doanh thu mà con kiếm về được một tháng đầu tiên á là sai. Tại vì con vừa bán offline và online. Cái doanh thu mà ở trên app 19 ngày đầu tiên đã lấy lại vốn 15 triệu. Đó là chưa tính cái tiền bán tại chỗ. Tại vì bán tại chỗ thì con đợi hết một tháng rồi con tổng doanh số lại như thế nào. Cái vấn đề rằng là như nhà gái kêu là khi mà vừa học vừa đúng, kinh doanh nên là không có thời gian dành cho bạn gái. Thì thật sự là như mọi người đã biết thì qua những vòng giới thiệu thì con với bạn học chung trường có thể gặp nhau hàng ngày. Đúng. Dạ. Và đặc biệt tài năng ca hát thì con cũng rất là thích, đam mê ca hát rất là nhiều. Nên vì thế là khi mà nghe giới thiệu về bạn thì con đã thấy có cái thiện cảm rất là cao. Đó. Vì thế là con mong sau những cái mà con vừa nói vừa rồi thì bên nhà gái có thể nhìn nhận lại bên nhà trai của chúng con. Dạ. Đấy. Mẹ ơi rồi lạng quạng là coi chừng thông tin của mình hồi nãy bị sót. Nhưng mà em nó cũng thích hát đâu phải không? Hát hay không? Em giọng em như này chứ em không biết hát có hay hay không. Câu nào mà em hát thích hát nhất, hát một câu chiếm thêm cảm tình nữa nè. Đó, thấy không? Một câu thôi, câu mà em hay hát nhất. Hay thời gian cuốn em về ngày hôm qua, để nhìn đôi mi em dịu dàng cười cong cong, để rồi một giây phút em tôi nhận ra trong lòng một em bé lang thang kiếm tìm mình. Một em bé lang thang kiếm tìm mình. Ai da da, mời mẹ nhà gái ạ. Sao con gái? Sao em thấy sao? Cái ấn tượng đầu tiên của em cũng hơi thích thích cũng hơi thích thích. I know I'm hard to love. I can never get enough. But then sometimes you're too much. I'm down then I'm up. I know I'm hard to love. Nhưng mà em tin vào cái sự lựa chọn của mẹ em. Vì mẹ là người đồng hành cùng với em trong tất cả những chặng đường mà em đã trải qua. Nên là em tin mẹ sẽ là người nhìn thấu và nhìn xa trông rộng hơn em để mà có một cái quyết định như vậy. Cái quan trọng ở đây là mẹ em đang bị lung lay khi thấy chàng trai này xuất hiện tại đây với lời ăn tiếng nói này, với những chia sẻ này. Cho nên anh cũng xin nói luôn, thì nữ chính trong chương trình sẽ luôn luôn có một đặc quyền. Đó chính là khi nhà gái dừng cuộc chơi, em cảm thấy lựa chọn của mẹ mình không phù hợp,
nếu em có cảm tình với chàng trai mà bị gia đình dừng cuộc chơi, em hoàn toàn có quyền thuyết phục mẹ. Nếu em thuyết phục mẹ mà mẹ đồng ý thì mẹ dừng cuộc chơi với gia đình khác. Còn nếu mẹ không đồng ý thì coi như vẫn dừng cuộc chơi theo ý của mẹ. Anh nói như vậy để nếu em thật sự thấy thinh thích hay là thấy có nhiều điểm chung, em hoàn toàn có quyền thuyết phục mẹ mình để mẹ thay đổi quyết định. Dạ, thưa anh, thì em nghĩ rằng cái quyền quyết định này em xin để dành lại. Ôi, không thuyết phục rồi. Thật sự là có một cái quyết định rất là đáng tiếc. Nhưng mà đã quyết định rồi thì thôi, mình cứ giữ đúng những gì mình nói từ ngay ban đầu. Vậy là vẫn dừng cuộc chơi với em. Tiếc quá. Và rất là xin lỗi con. Mẹ ơi, thôi thì lên đây mình chào khán giả nha mẹ. Trời ơi. Cảm ơn em và mẹ đã tin tưởng chương trình mà đến đây. Chúc mẹ và em luôn mạnh khỏe và ngày càng kinh doanh thành công để sớm mang về cho mẹ một nàng dâu ưng ý em nha. Cảm ơn đã đến với chương trình ạ. À. Cảm ơn. Thưa quý vị, giống như mẹ Lan vừa ra về đã từng chia sẻ, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Và dường như là nhà gái đã có đầy đủ những lý do để dừng cuộc chơi với nhà mẹ Lan thì không còn gì phải bàn nữa. Vậy thì chúc mừng cho nhà gái, chúng ta vẫn có 3 gia đình xuất sắc còn lại để đến với vòng tiếp theo của chương trình mang tên Trái Tim Chân Thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu và có một phút chinh phục trái tim nữ chính bằng những lời ngọt ngào và 30 giây để gửi gắm cảm xúc chân thành của mình qua những hành động cụ thể. Sau đó, các bậc phụ huynh sẽ có một phút xuất chiêu hỗ trợ cho con trai mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Tiếp sức cho con trai của mình bằng 60 giây thuyết phục nhà gái chọn con trai của mình. Sau vòng này, gia đình nữ chính tiếp tục loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu. Và đây là vòng 2 mang tên Trái Tim Chân Thành. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón con trai của mẹ Ngọc để xem con trai mẹ Ngọc là chàng trai như thế nào. Cùng chào đón Hoàng Việt. Em tên là Nguyễn Hoàng Việt, năm em 21 tuổi và đang là sinh viên năm 3 của ngành cơ điện tử đến từ Hà Nội. Và em hiện tại là em đang làm nghề mẫu tự do và cả hai bên là Nam và Bắc luôn. Nhìn em chắc là chụp ảnh cưới nhiều lắm rồi. Đúng không? Vâng. Cái giao diện này là rất giống người mẫu chụp ảnh cưới ha. Rồi bây giờ qua bên đó mời Quỳnh Như qua đây cho anh Hiếu. Dạ. Cũng đẹp đôi quá chứ. Bây giờ Việt nhớ nha, mình có một phút để nói lời chân thành ha. Muốn nói gì với Quỳnh Như cũng được nha. Sau đó là 30 giây hành động. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Bạn cũng biết cái qua mình giới thiệu đúng không? Và qua mẹ giới thiệu với mình nữa. À, mình cũng là một người đặt trọng con tim hơn là lý trí, để quan tâm đến mọi người. Và qua đấy thì mình cũng có thể biết quan tâm đến bạn và yêu thương bạn nhiều hơn. Thật sự là mình lần đầu mới đến chương trình gấp đôi, mình cũng khá hồi hộp. Nhưng mà mình vẫn muốn đem lại cho bạn tất cả những gì mình có, tất cả tấm lòng và mình muốn thổ lộ với bạn. Tiếp theo là 30 giây hành động nha. 30 giây muốn làm cái gì làm. Làm sao để thấy tử tế và chân thành, dễ thương thì làm. Không nói chuyện, chỉ làm thôi nha. 30 giây bắt đầu. Hồi đó giờ có nhiều mối tình chưa Việt? Hồi từ đó giờ em cũng có được là 3 mối tình. Nhưng mà sao chia tay? Công việc của em đấy ạ, vì là công việc là người mẫu và cũng phải đi đây đó rất nhiều và cũng phải quen biết khá là nhiều và đến có thể người ta nghĩ đến là ảnh hưởng là ghen tuông. Nghĩa là bạn gái cũ của em toàn là ghen tuông là do em làm người mẫu gặp gỡ nhiều cô gái đẹp phải không? Rồi. Mẹ Ngọc ơi, con trai của mẹ Ngọc đã xuất chiêu rồi. Bây giờ mẹ Ngọc có thêm một phút để xuất chiêu nha. Mời mẹ Ngọc bắt đầu.
Mình là rất là tự hào về con của mình. Xin thưa với chị bên gái, thì mình hy vọng là bên đàn gái đó có một cái sự nghĩ sau này tương lai hai con. Tại vì là Hoàng Việt này rất là chăm về các công việc làm á. Việc làm gì á làm đều là chắc chắn, chứ không có mà làm mà bỏ ngang nhiên. Và có rất là tự tin là những việc gì làm là thành công và trên mọi lĩnh vực luôn. Từ trong nhà cho ngoài xã hội mà luôn, cả bạn bè mà người thương rồi ai cũng đều mến thương nó hết. Dạ. Con trai mình là số 1 mà. Dạ. Cảm ơn Hoàng Việt rất nhiều và chúc cho em có may mắn được có mặt ở vòng trong nha. Thưa quý vị, tạm chia tay với con mẹ Ngọc, chúng ta cùng đến với con mẹ Tâm để xem bạn ấy là chàng trai như thế nào. Khoe con trai mẹ giống diễn viên Hàn Quốc luôn vậy đó. Dữ dội chưa? Vỗ tay cho bạn một cái, bạn lấy tinh thần nào. Em tên là Nguyễn Quốc Thiện. Năm nay em 21 tuổi. Cũng như là em đang học diễn viên theo nghệ thuật. Sở thích của em thì chơi thể thao. Cũng như là em thường hay đọc sách, mà hay là đọc về truyện tranh á. Hay quá. Dạ, như là Doraemon hay này kia. Dạ, thích Doraemon. Tâm hồn đáng yêu thế. Dạ, nói chung là em hơi thơ một xíu. Em là tiếp người mọi thứ phải chỉnh chu, nghiêm túc, với lại hơi kỹ tính. Hơi kỹ tính. Nhưng mà kèm theo đó là mình có trách nhiệm. Được. Có chiều sâu mà phải quan sát. Thú vị đó. Dạ. Em đang học hiện nay, em thấy là cái tương lai của mình là em chắc chắn sẽ cố gắng theo nghề luôn, hay là chỉ học vì yêu thích cái nghề này thôi? Dạ thì đam mê. Đã nói hay từ đam mê thì ai cũng muốn ăn chén cơm và theo nó hết á. Nhưng mà nếu mà cơ duyên không tới, tại vì chia sẻ thật là tại vì hiện tại bây giờ là em đang quay lưng lại với gia đình để đi theo cái đam mê. Nhưng mà nếu một ngày mà em cảm thấy nó không có duyên với em, thì em khi quay lại với nhà em thì mọi thứ nó hoàn toàn tốt. Nên là em cứ hết mình theo nó thôi. Nghĩa là em tự tin rằng mình đã có một cái bến đổ rồi. Dạ, để gia rồi. Đình cho nên mình cứ thoải mái đam mê đi, được không được thì mình quay về. Dạ đúng rồi, chứ mình không thể nào mà để cái tuổi trẻ mình là tuổi già để dành được. Đồng ý. Dạ. Rồi thử thách luôn ha. Dạ. Khỏe rồi ha. Rồi có bên kia mời Quỳnh Như qua đây chị mình hiểu. Dạ. Một phút dành cho hai em bắt đầu. Chào bạn, hôm nay mình hơi khàn tiếng nên là giọng nói của mình có thể sẽ không hay như bạn kia. Mình liên nghiên về người thực tế. Mình biết là bạn học nghệ thuật, mình cũng học nghệ thuật, thì mình sẽ đồng cảm cho bạn. Còn vấn đề là kinh tế, nói một cách thực tế là mình không thiếu kinh tế, nên là mình có thể hỗ trợ trong việc học của bạn. Mình sẽ không bao giờ để người yêu của mình phải cực. Mình sẽ không dám nói là mình sẽ cho được bạn nhiều như thế nào. Trước mắt thì mình phải hiểu bạn cái đó, chứ mình không dám nói là mình sẽ yêu bạn nhiều bao nhiêu hay là cho bạn cái này cái kia. Đó chỉ là những lời viển vông thôi. Mình hiểu được bạn thì mới yêu được bạn. Nên là nếu có cơ hội thì mình cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Một phút đã trôi qua, tiếp theo là 30 giây mình chọn hành động chân thành gửi đến cho Quỳnh Như nhé. Không nói chuyện, chỉ hành động thôi. 30 giây bắt đầu. Chúc mừng cho Thiện vừa hoàn thành xong thử thách của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn. Mẹ ơi, bây giờ thì con trai của mẹ vừa hoàn thành thử thách rồi, chắc là mẹ phải xuất chiêu thôi. Mẹ có thêm một phút nữa, mời mẹ bắt đầu. Sau những gì mà con trai tôi đã trình bày cho bên nhà gái thấy, thì bản thân tôi rất tự hào về con trai của mình, vì cháu là một chàng trai rất là hiểu chuyện và sống rất tình cảm. Ngoài tình cảm ra là cháu là một chàng trai có trách nhiệm.
thì tôi nghĩ là những điều đó thì có thể là thuyết phục cho nhà gái, cho cháu một cơ hội hay không. Về cái phần mà kinh tế á, hồi nãy á, cô có nghe con Quỳnh Như á, là con có lăn tăn suy nghĩ là không biết là bạn làm nghệ thuật như vậy thì bạn có lo được kinh tế hay không. Thì cái phần đó cô nghĩ là con nên yên tâm, tại vì gia đình đã có cái nền tảng sẵn rồi. Thì từ hồi bé là Thiện đã được sống trong cái môi trường đó rồi. Thì nếu như mà một ngày nào đó mà cái nghệ thuật không đón nhận bạn nữa thì bạn sẽ quay về tiếp quản cơ sở của gia đình. Thì nó cũng là cái nền tảng kinh tế cho con, thì con có thể yên tâm cái điều dưỡng nghệ thuật của mình. Xin cảm ơn mẹ và một lần nữa chúc mừng gia đình. Và anh chúc cho Thiện có nhiều may mắn để có mặt ở vòng trong nha. Rồi, Thiện vào trong chờ kết quả nào. Và chàng trai còn lại chưa lộ diện không ai khác là con trai của mẹ, anh Đào. Hãy cùng chào đón Minh Quân. Nhà gái, em chào anh Hiếu. Chào em. Em năm nay 19 tuổi, hiện tại thì em đang theo học trường sân khấu năm nhất. Nhưng mà em thì thích ca hát hơn là diễn viên. Nhưng mà em thích làm diễn viên để thành một nghệ sĩ đa năng. Và muốn học thêm cho đa năng. Dạ đúng rồi. Kiểu có nhiều kỹ năng hơn phải không? Đúng rồi. Tốt quá. Dạ. Em hát là em thích hát dòng nhạc nào? Em thích hát ballad. Ballad hả? Dạ. Có hát được câu nào nghe tại đây không? Em xin hát một câu nhỏ của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Bài hát Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng. Ngày mai người ta lấy chồng, quá tuyệt vời. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đếm hết bao giọt sầu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Người có biết ở nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bồng. Hỡi diều bông ơi, hỡi diều bông, bình minh chưa hé, tôi phải kịp xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Chị vô thử thách nha, qua kia mời Quỳnh Như qua giùm anh Hiếu. Nhưng mà anh ơi, em có ý kiến á. Là sao? Thực ra thì em cũng không nghĩ là em được vô vòng trong nữa. Nhưng mà vô vòng này rồi thì em xin nói luôn là thực ra là mẹ em ép buộc. Mẹ em ép buộc. Em thì không thích người con gái theo nghệ thuật. Ủa mà em làm nghệ thuật mà. Con thì thích những bạn gái làm bình thường thôi, không theo nghệ thuật. Tại vì là con đã làm nghệ thuật rồi mà bạn gái làm nghệ thuật á, thì hai người sẽ không có thời gian dành cho nhau. Và con nghĩ là nếu mà sau này về nhà con cá thì không ai lo cả. Tại vì bản thân con làm cái nghề này nên con rất hiểu bản chất của cái nghề này ạ. Đó là quan điểm của từng người. Nhưng mà anh thấy được rằng là hồi nãy em nói là mẹ ép em tới đây là sao anh chưa hiểu? Dạ, thực ra thì là... Minh Quân, hai mẹ con mình đã thống nhất việc này rồi mà. Nhưng mà cái đấy là điều em không thích và em không hạnh phúc ạ. Con đã đồng ý đến đây mà giờ đang... Bây giờ con cư xử như vậy mà đang trên truyền hình trực tiếp nữa thì đang rất là làm cho mẹ thấy khó chịu lắm. Nhưng mà em nghĩ là em phải nói thật lòng của mình ạ. Chứ không thôi nếu mà... lỡ một cái nào đó mà em với bạn đến được với nhau thì sẽ làm rất là làm khổ bạn ạ. Nên là đây là lời nói chân thành của em. Dạ cái này thì Nhưng con có đang nghĩ tới cảm xúc của bạn Quỳnh Như ngay lúc này không?
Dạ... Con cũng đã... Con có biết những người yêu cũ của con từ khi con quen nó như thế nào không? Dạ... Những người yêu cũ của con thì con cũng tự hiểu và tự biết. Và lúc... Trong lúc đấy thời gian con đang rất là trẻ với là lông bông. Nhưng mà đến lúc này thì con nghĩ con đã trưởng thành hơn rồi. Chưa có người nào đàng hoàng tử tế để đưa về nhà để mẹ đồng ý mà mẹ vừa lòng. Hôm nay mẹ lên chương trình là mẹ đã tìm ra một người mẹ rất là vừa ý. Vừa ý mẹ mà con cũng đã đồng ý việc này. Bạn Quỳnh Như là một người gia giáo, tài năng và rất là lễ phép nữa. Thì con còn muốn điều gì hơn điều này nữa con? Và mẹ không có đồng ý cái cách hành xử của con ngay bây giờ. Con phải xin lỗi nhà gái ngay bây giờ. Dạ con đã rất là xin lỗi nhà gái rồi ạ. Đã làm gì đó động chạm trong lòng của bạn, nhưng mà con phải sống với cảm xúc thật của con. Dạ thưa mẹ, mẹ Đào thương mến, cái này cho Hiếu hỏi, có thật là mẹ ép mẹ muốn em đến đây chứ không phải là mong muốn của em hay không? À, cũng nói với MC Phương Hiếu thế này, đúng là tôi có ép cháu tới đây, nhưng trong cái việc ép của tôi thì cháu cũng đã đồng ý đến đây rồi. Chứ không phải là khi cháu không đồng ý mà tôi tự nhiên tôi đem cháu đến đây được. Thì đồng ý là em đã đến đây rồi, nhưng mà do mẹ tác động chứ không phải là do em muốn. Dạ thì Hiếu nghĩ rằng là cái điều này khó lắm thưa mẹ. Tại vì mẹ tác động, em đồng ý đến với mẹ là một chuyện, nhưng rõ ràng là sân chơi này tôn trọng các quan điểm lựa chọn với nhau. Thì Hiếu nghĩ rằng việc mà bạn chưa tỏ tình với Quỳnh Như, bạn nói ngay là bạn không có chọn được một cô gái đang làm nghệ thuật, thì Hiếu thấy rằng nó cũng không có phải là cái gì quá đáng. Theo góc nhìn của Hiếu là như vậy. Là tại vì bạn chưa nói gì cả mà bạn đã dừng ngay cái phần tỏ tình rồi, thì Hiếu nghĩ rằng là bạn vẫn tôn trọng bên nhà gái đấy. Chỉ là bên đây cái gu người ta không thích, người ta nói như vậy thôi, chứ không phải là bạn đang cãi mẹ. Thật sự là xin lỗi gia đình nhà gái và xin lỗi Quỳnh Như rất là nhiều. Cô xin lỗi vì con cô có một cái tính bốc đồng ngay trên sóng truyền hình như thế này. Dạ thật sự thì con cũng cảm ơn cô vì đã yêu thương quý mến con. Con rất vui vì cái quyết định thẳng thắn của bạn. Vì nếu như chúng con không có thể tìm hiểu nhau ở trên mức độ là tình yêu, thì chúng con vẫn có thể là một người bạn cùng nhau chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình. Nên là cô cũng đừng có quá suy nghĩ nhiều. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con đừng có nói như vậy, con nói đỡ cho nó. Tại vì con cô rất là hiểu tính. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã rất là quý mến và ưng ý con rồi. Thì thôi kệ nó, con cho Minh Quân một cơ hội. Không mẹ, không được. Mẹ nên tôn trọng quyết định của con ạ. Bạn ấy đã nói như vậy rồi ạ. Con ơi, con chưa gặp Quỳnh Như lần nào mà con cũng chưa hiểu về Quỳnh Như mà. Mẹ, vậy là mẹ kiếm con dâu cho mẹ hay là mẹ kiếm vợ cho con? Vậy trước giờ những sự lựa chọn của con đều là sai lầm. Con còn trẻ mà mẹ, con còn quãng đường con còn rất dài. Mẹ không tin con sao? Đúng, mẹ không tin con cho nên mẹ mới để cho con lựa chọn sai lầm hết lần này tới lần khác. Con là con của mẹ mà mẹ không tin con thì thôi, con xin phép con đi về. Minh Quân, đây là đang trên sóng truyền hình đấy con. Trời ơi, em bất lực với cháu quá. Vì thật sự không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa ta. Dạ. Xin phép MC, xin phép gia đình nhà gái. Dạ. Dạ cảm ơn, vậy thì cũng cảm ơn mẹ đã đến với chương trình. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng đây là chuyện nội bộ gia đình của người chơi, cho nên chúng ta cũng không biết được rằng nó như thế nào. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị là một sân chơi lớn thì không có nghĩa rằng là chúng ta ép con mình lên để làm gì. Tại vì đối với Hiếu á, tình yêu không có cưỡng ép được. Thưa quý vị, như vậy là giờ đây một gia đình đã đi về khi chính nội bộ gia đình đã lục đục với nhau. Hai gia đình vẫn còn ở lại. Vậy thì theo quyết định của vòng này thưa mẹ, nguyên tắc của chương trình ở vòng này sẽ có một gia đình dừng cuộc chơi. Nhưng giờ đây đã có một gia đình rời khỏi cuộc chơi rồi. Vậy thì tôi mời quý vị đến với vòng quyết định luôn, mang tên Thông Gia Song Đấu thưa quý vị. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai món bảo bối đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình.
Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất khi gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục, giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính, gia đình nữ chính sẽ chọn ra một chàng trai phù hợp và đặt tiêu chuẩn trở thành con rể của mình. Nhưng cuối cùng cô gái vẫn lên tiếng và nêu cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, xin được chào đón quý vị đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, dù có chuyện gì xảy ra thì quan trọng ở vòng cuối cùng này vẫn xuất sắc còn hai gia đình mà tôi tin rằng cũng nằm trong tầm ngắm của nhà gái. Dạ, một tràng vỗ tay cổ vũ các nhà trai ạ. Thưa mẹ Ngọc, theo quy định của chương trình thì Phương Hiếu được phép khám phá món bảo bối để gợi ý cho nhà gái cùng đoán. Mẹ cho phép nha. Dạ, rồi ở bên ngoài chưa thấy gì nè. À, có. Cứng ạ. Cứng tròn dẹp. Tròn cỡ này. Nó có nối với một cái phần dây thì phải. Đúng rồi, nối với một đoạn dây rất dài. Đó là gì ạ? Cứng tròn dẹp cỡ này. Nối với một đoạn dây dài. Đó là gì? Nhà gái cùng đoán xem. Chắc là sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền là cái mặt dây chuyền bự vậy hả mẹ? Có thể ha, biết đâu được. Hai em đoán là gì? Em nghĩ nó là cái đồng hồ bỏ túi. Cái đồng hồ bỏ túi, còn em? Em cũng nghĩ là cọng dây chuyền. Cọng dây chuyền, còn em? Em lại nghĩ là cái đồng hồ. Cái đồng hồ bỏ túi. Dạ, để xem nhà gái có đoán trúng hay không. Và con trai mang đến có phải là đồng hồ bỏ túi hay dây chuyền? Dạ, huy chương ạ. Dạ thưa mẹ, mẹ mang huy chương này đến để gửi gắm cho nhà gái điều gì? Mời mẹ thuyết trình ạ. Xin nói cho bên chị Xui nghe đi, cho là vậy đi. Dạ. Cho nó có cái hơn. Dạ đây là một cái huy chương vàng cầu lông. Mà là niềm tự hào của gia đình mà luôn cả tỉnh. Đây là một cái huy chương là trong rất nhiều cái duyên khác nữa, nhiều nữa. Yeah. Nhưng mà đem cái này để tượng trưng cho bên đàn gái thấy là con trai tôi là một người rất có tài năng. Cảm ơn nhà trai rất nhiều. Nếu mà có gì sau này hai bên với nhau mà cho mà bên đây đi qua bên đàn gái để mà cái hợp thông gia đó thì tôi rất là hạnh diện, tại vì con trai rất là có tài năng. Và con dâu này của tôi cũng là một người trẻ, đẹp mà có tài, là ca sĩ nữa. Thì chúng nó sẽ kết hợp với nhau xứng đôi vừa lứa để có con đàn cho đóng cho tôi được rồi. Dạ. Nhà gái rất là hạnh diện. À, nghĩa là mẹ Ngọc mang đến đây tài năng của con trai của mẹ để cho thấy rằng là một chàng trai mà có tài năng thì mình không có lo về tương lai. Dạ, hy vọng là mẹ nhà gái ghi nhận nha. Dạ, một tràng vỗ tay nữa cho mẹ Ngọc. Cho phép xuống vào vị trí của mẹ Tâm. Dạ. Mềm. Mềm xeo quá trời. Mỏng. Êm. Êm. Chất lượng. Chất lượng không? Dễ chịu. Thấy mềm thấy không chất lượng rồi. Dễ chịu, dễ chịu, dễ chịu. Thấy mềm là không chất lượng rồi đó. Dạ, mềm. Mỏng. Êm. Êm, dạ. Bằng cái chất liệu gì đó mà chồng lên nhau ạ? Xếp lớp á mẹ. Dạ, mẹ đoán là gì ạ? Êm lắm. Chắc là quà nói lên với công việc quá. Chắc là vải quá. Là tại vì nhà có xưởng vải. Đúng rồi. À, coi chừng, đúng vậy. Hai em có đồng ý như vậy không? Dạ, còn Quỳnh Như thì sao? Dạ, theo em nghĩ đó cũng là vải hả? Dạ, không lẽ gia đình bên đây mang đến cái tiềm lực của gia đình, đó là cái xưởng vải của mình sao? Dạ, mình cùng mở nha. Có phải là vải hay không? Mềm, êm, chất lượng. Đó là vải thưa quý vị. Chúc mừng mẹ nhà gái đã đoán đúng. Nào, giờ xin mời mẹ Tâm. Vì sao mẹ mang đến đây một khúc vải rất đẹp để trình cho nhà gái? Mời mẹ bắt đầu. Thứ nhất thì là muốn giới thiệu cho nhà gái biết khúc vải của nhà trai mang đến. Ý muốn nói là sản phẩm của nhà trai đang làm. Và cái ý nghĩa nữa là nếu con bé Quỳnh Như đây mà ưng con trai nhà cô á thì sau này là con sẽ được sống trong nhung lụa y như là cái tấm vải này. Nhân dịp đây á, xin phép khán giả trường quay và
các anh nhà đài và bên nhà gái. À, mình sẽ được hát tặng một câu bài đi, nhỏ nhỏ mình hát chế nha. Và xin phép tác giả của bài hát, mình không biết tác giả tên là gì, chợt nhớ ra trong đầu thì mình tặng, xin hát tặng cho mọi người nha. Dạ, dễ thương. Bây giờ cô sẽ hát là: con lo gì trời gió, con lo gì trời mưa, con tiếc gì mùa hè, con tiếc gì mùa thu. Ta cứ yêu đời đi như lúc ta còn thơ, và để con làm thơ, và để anh dệt tơ, dệt xong may áo, áo anh và áo em, thiếu tờ nào sẽ thêm. Thôi mình nhớ được nhiêu đó thôi đó mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mặc dù nhớ ngang hông nhưng mà rất phù hợp với đúng bà bố của mình, phải đúng không rồi, mẹ? Đúng rồi ạ. Dạ. Chúc mừng mẹ đã mang đến ở đây không chỉ là tiềm lực kinh tế đâu, mà còn mang một ngụ ý là con gái của mẹ mà về gia đình này á được sống trong nhung lụa đó. Trong nhung lụa và bổ sung thêm nữa là nghệ thuật nữa, yêu ca hát. Yêu kỹ thuật, yêu ca hát. Yêu ca hát. Em muốn nói gì nữa? Giống như con. Miếng vải này không những nói là sống trong nhung lụa, mà đây là thứ mà đã vực dậy được gia đình của mình. Ý của mình nói đây là thứ quan trọng nhất của gia đình mình, cũng như là mình, nó đã nuôi mình lớn. Và mình tặng bạn cái này cũng có ý nghĩa là sau này những gì quan trọng nhất của mình cũng có thể sẽ là của bạn. Wow. Lượng. Dạ rồi. Cảm ơn em, chúc mừng mẹ Tâm nha. Mong nhà gái ghi nhận. Dạ. Thưa quý vị, như vậy hai món bảo bối đã được trình. Vậy thì liệu rằng gia đình nhà trai nào đang thuyết phục được gia đình nhà gái về mặt cảm xúc thông qua món bảo bối? Tất cả sẽ có câu trả lời để xem gia đình nào mới là gia đình giành chiến thắng. Đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị. Thưa quý vị, chào đón quý vị đến với vòng quyết định của chương trình mang tên Thông Gia Song Đấu, và phần tranh luận là đây. Ngay lúc này hai nhà trai sẽ không nói tốt về con trai của mình nữa, chỉ dành thời gian để trả lời duy nhất một câu hỏi và đưa ra những quan điểm để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn cậu con trai gia đình đối phương để kết đôi với con gái của họ. Vậy thì để xem các nhà trai sẽ làm điều này như thế nào. Hai nhà trai sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Cổ vũ cho nhà trai. Dạ. Thời gian dành cho hai gia đình trong phần tranh luận Thông Gia Song Đấu xin phép được bắt đầu. Xin thưa các nhà, với nhà gái thì tôi thấy rằng đó là phía nhà gái bên đó không nên chọn nhà trai bên đây. Tại vì thứ nhất là địa cách, cái vị trí địa lý rất là xa, mà các cụ đã dạy đó thì có con gái mà chả chồng gần thì có bác canh cần nó cũng mang sang biếu cho. Mà cái vị trí nó ở xa như vậy là mình đi lại nó cũng khó khăn lắm. Nào là tiền vé máy bay, rồi muốn đi gặp nhà trai, rồi mình phải mua vé máy bay, rồi đi tốn kém, rồi di chuyển xa xôi, mất thời gian nữa. Thì những cái điều đó tôi suy nghĩ rằng là nhà gái thấy là rất bất tiện, đúng không? Thì theo tôi nghĩ thà nhà gái nên chọn một chàng trai ở Bình Phước đây, thì nó rất là gần thành phố Hồ Chí Minh, muốn gặp lúc nào mình, khoảng cách rất là gần mà, khoảng cách lúc thì mình muốn gặp lúc nào mình đi cũng được, còn bên kia thì quá xa, đúng không? Xin thưa với đàn gái, dù là bên đây nói nhà tôi xa nhưng mà đối lợi với con trai tôi đây không thấy là xa, tại vì hiện nay con gái lớn là chị ruột của nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh, mà công việc làm của nó, cái nghề phụ của nó là nghề gọi là người mẫu, gọi là tự do, đang ở tại thành phố này nó có chuyện đi qua đi lại là cái chuyện bình thường. Còn á, là ở xa là tại cái đó là cái quê hương thôi, chứ không có thường xuyên về, lâu lâu mới về thăm hoặc là Tết nhất. Còn ở bên đàn trai này họ đã có nhà nhưng mà ở Bình Phước chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ai xa hơn ai? Hiện bây giờ cháu thì chưa có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhà của tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà tôi cũng giống như là nhà của cháu. Và hiện sau này là tương lai là bố mẹ của cháu sẽ mua cho cháu nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì cũng đâu có thua kém bạn trai gì bên đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa đó, chị gái của bạn trai này là có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà phải của nhà bạn đâu, của nhà chị gái mà. Chị là mẹ nuôi thì nhà của chị là nhà của mẹ nuôi, chứ không phải nhà của nó. Còn đây là nhà chị ruột của nó, thì tụi nó về ở chung vẫn được bình thường. Thì nhà của chị ruột mà, đâu phải là nhà của bạn đâu.
Thì sau này nếu mà chị ruột chị lấy chồng thì bạn có được phép vợ chồng về đó ở không? Cũng không được. Và cái tiếp nữa là tôi đã nói là cái vấn đề là địa lý xa xôi, thì mỗi lần dỗ chạp á thì có phải đi về thăm gia đình không? Bạn trai gốc ở miền Bắc Lào Cai, mà Quỳnh Như á thì là người miền Nam, thì cái phong tục văn hóa nó khác biệt nhau hoàn toàn lắm. Con có biết nấu cỗ miền Bắc không? Nhất là dâu lớn là vất vả dữ lắm, nấu cỗ rồi nấu rất là nhiều lắm. Con xin ngắt lời với cô ạ. Tại vì cách biệt địa lý hay về giao tiếp thì không phải quá lớn, chỉ vì hai chúng ta có thể gọi là tiến đến với nhau là đã có thể hòa hợp được rồi. Về cả chuyện cô nói là miền Bắc là cô phức tạp, nhưng mà xã hội bây giờ là xã hội tiên tiến 4.0, đâu phải là chỉ con gái mới vào bếp, con trai cũng rất khỏe mà, con cũng rất giỏi nấu ăn. Nhưng mà con ở Lào Cai mà, con đâu phải ở Hà Nội đâu. Nếu mà con đã ở Hà Nội đi thì cô còn nghĩ là có thể là suy nghĩ mình nó thoáng hơn một chút xíu, gia đình con sẽ thoáng hơn một chút xíu. Nhưng con ở Lào Cai thì cái cuộc sống ở vùng nông thôn đó họ vẫn còn một chút xíu gì đó cổ hủ, đúng không? Cô nghĩ là như vậy. Cô nói thế là con khá là buồn. Nó cô nói như thế cũng là khá là phân biệt cái nơi ở của con. Tại vì con không phải là gốc ở Lào Cai, con là sinh ra ở Hà Nội, nhưng mà gia đình con là lên Lào Cai và sinh sống. Nếu mà công việc của con có thể tiến tới và đạt được đến cái mục tiêu mà con mong muốn ấy, thì rất có thể là gia đình con vào trong Hồ Chí Minh sống, và con rất có thể mua nhà ở đây. Nhắc lời của bạn, đó là điều nếu bạn có thể tiến tới, là nếu như bạn mới có thể vào đây. Còn cá nhân mình, hiện tại mình còn nhỏ nên là mình muốn cuộc sống tự lập, mình muốn ở nhà thuê, mình muốn tự đi làm. Còn một khi mà mình gật đầu, nhà ở đây mấy căn cũng được. Bạn nói bạn gật đầu một cái là có thể mua nhà ở đây, thì khác gì là bạn chỉ là người dự dắt với gia đình mà không người không có chính kiến. Bạn nghĩ gì để lo lắng cho bạn gái? Tôi là con trai một mà, thì tôi phải hưởng những điều đó. Nên là cái vấn đề là không phải là dựa dẫm, mà là mình đang có cơ hội thì mình đi bằng cái cơ hội của mình thôi. Tùy người thành này thực tế rồi. Thì cái thứ hai nữa là huy chương rồi huy chương thể thao, mà bây giờ bạn là đang theo người mẫu. Nếu như mà bạn giỏi thể thao thì bây giờ bạn đã đi theo người mẫu, chắc là bạn có tiến xa được hơn để vào thành phố Hồ Chí Minh đâu. Hay nửa đường rồi bạn nản, bạn lại quay trở về, thì người con gái ở lại, ai lo? Bạn có thể nói cái đây cũng đúng, có thể là tương lai không ai biết chắc được. Nhưng mà bạn có thể bạn quên tôi đừng giới thiệu, tôi là Á Vương Đào Thủy Lợi, và tới là bước đệm của tôi đến thành công. Ok, Á Vương Thủy Lợi, bạn giỏi nhiều người đấy. Nó nằm trong cái khu vực thủy lợi, bạn là Á Vương ở đó. Vậy tôi hỏi bạn là bạn kiếm tiền được từ cái đó không? Bây giờ bạn kiếm tiền, thủy lợi có trả tiền cho bạn không? Còn gia đình tôi làm gia đình tôi, ba mẹ tôi trả tiền cho tôi, và tôi có thể tự làm ra tiền một nghề diễn viên của tôi. Tôi cũng đâu dám hứa là diễn viên, cái nghề diễn viên tôi có thể đi xa mà cưới được bạn đó đâu. Nên là tôi biết bạn cũng có cố gắng, tôi không hề phủ nhận cái điều đó của bạn, nhưng mà bạn phải biết được là cái nào thực tế và tốt hơn. Yêu không được, đừng làm ta khổ. Tôi đồng ý với bạn, nhưng mà hiện tại tôi không chỉ theo một con đường người mẫu, tôi theo hai hướng. Nếu mà người mẫu tôi không thể làm được thì tôi có thể theo ngành cô đang học, ngành cơ điện tử. Thì nếu mà so như bạn thì tôi vừa là diễn viên, nếu tôi nổi tiếng thì sao, kiếm được bao nhiêu tiền? Mà nếu tôi không nổi tiếng thì tôi quay về không phải là làm cơ điện tử cho một công ty nào đó, mà là làm chủ một xưởng vải. Có thể đấy là cái mà bạn có thể tự tiến thành công, nhưng mà đấy là thương hiệu của bố mẹ bạn, không phải do bạn làm ra. Những cái ngày đầu tiên mẹ tôi thành lập công ty với ba tôi, mẹ đâu thấy, mẹ đâu biết tôi làm được gì đâu, đúng không? Thế cái thứ hai là thương hiệu của ba mẹ tôi, thương hiệu đó mang tên tôi, mang tên của tôi, và ba mẹ tôi dành cái thương hiệu đó ra để dành cho tôi. Không, cho cô nói nè, đây là gia đình nó đang có dự kiến chuẩn bị để mua nhà, nếu như cháu ba bé Hoàng Việt này vào thành phố là ổn định, trong đây có bạn gái hoặc là có một người xu gia bên đây thì sẽ có mua nhà thành phố Hồ Chí Minh cho con. Tại vì con gái lớn đã ở đây rồi, tụi nó sẽ ổn định ở thành phố, còn tụi tôi già thì phải về đó, anh chị phải về đó. Dạ, con hiểu, con cảm ơn cô ạ. Nhưng mà ý con đang nói là thương hiệu đó của gia đình con, rồi vậy là may mắn là một cái tội hả cô? Bạn nói bạn may mắn mới sinh ra gia đình như vậy, nhưng mà nãy giờ bạn chỉ nói về tiền và tài chính. Bạn phải dựa vào sức lực của mình, bạn có thể bằng dùng sức lực của bản thân, cố gắng của bản thân để có thể lo cho bạn gái của mình không? Sao bạn biết không có thực lực? Mình dư sức hiểu về kinh doanh để có thể lèo lái con thuyền gia đình mình đang kinh doanh về bãi. Và cái thứ hai là sao biết tôi không có năng lực? Thật ra thì
Thật ra là bây giờ gia đình mình mới ủng hộ mình học diễn viên. Nhưng mà nói trước đó thì mình kể cho bạn nghe như thế này. Gia đình mình muốn mình kinh doanh. Thì mình đã từng tự đi bê hủ tiếu, tự đi làm để kiếm tiền và tự một mình trốn ở Sài Gòn để theo cái đam mê của mình. Và bây giờ hiện tại mình đang ổn và cảm thấy tốt về đam mê. Có thể đam mê của bạn thấy thành công ở đam mê của bạn, thì tôi cũng thấy đam mê ở thành công của tôi. Dù nó không lớn nhưng đó là thành công của tôi. Bạn có thể nói bạn nỗ lực, nhưng mà tôi thấy bạn chưa đủ ý chí. Tại vì nãy giờ là bạn cứ nói đến đam mê của bạn, rồi lại mà bảo nếu không thành công thì bạn sẽ quay về gia đình. Nếu mà bạn cảm thấy bạn có thể làm được thì bạn phải chắc chắn với đam mê của mình, chứ không phải là cứ dựa dẫm vào cha mẹ như vậy. Vậy thì khi nãy bọn em kêu bạn sẽ quay về với cơ điện tử của bạn thôi. Đấy không phải là cái dựa dẫm, đấy là thực lực của bản thân. Và đó chia làm hai hướng, thành công một hướng sẽ bỏ hướng còn lại, chứ không phải là mông lung giữa hai vị trí. Thì đêm nào á, mình cũng làm việc với mẹ mình về chiến lược kinh doanh của công ty. Bạn sau này học xong cấp 3 bạn mới học, còn mình dựng cùng mẹ mình từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Đối với bạn, bạn nói thế nào là đam mê? Bạn cứ hở là bạn muốn về với gia đình. Bạn nghĩ là bạn bảo là bạn có thể kinh doanh công việc của gia đình. Cái đam mê của bạn ở đâu? Ý chí của bạn ở đâu? Nếu mình không đam mê thì cái ngày ba mẹ mình không cho mình đi thi, mình ở nhà. Để mình lên thành phố Hồ Chí Minh, mình trốn chui trốn nhủi để mình theo cái đam mê mà đúng ra là chưa biết nó sẽ đi về đâu. Đam mê mình không nói không có nghĩa mình không đam mê. Người nói ra chưa chắc đam mê được nhiều. Mọi người thấy không ạ? Qua những giờ lời như bọn ấy vừa kể, mọi người thấy bạn là một người quá bồng bột. Bạn ấy không nghe lời gia đình và bạn bất chấp mọi lời khuyên can của gia đình để có thể bỏ nhà để theo đam mê của bạn. Thì mọi người thấy đó là một gia đình quá nông chiều con. Và những người như thế thì chưa chắc họ đã có thể cố gắng đến với mục tiêu của mình và có thể chăm sóc được cho người bạn đời của mình. Vậy thì mình xin nhắc lời của bạn là như thế này. Nếu mình không đam mê, tức là bạn nghe lời nè, mình sống trong vùng an toàn nó sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Tôi tới tuổi tôi phải bay, đúng ba mẹ tôi cưng chiều tôi mới không cho tôi đi, nhưng mà do tôi đam mê quá, tôi không muốn phải làm cái công việc của ba mẹ, tôi mới bỏ lên thành phố. Cái ngày tôi đi thì đương nhiên ba mẹ không cho là đương nhiên không ba mẹ nào cho cả. Nhưng mà nếu mà ngày đó tôi bồn bột, tôi không ổn thì bây giờ tôi đã không đứng đây. Không, bây giờ cho cô giải thích thêm một chút xíu vấn đề cái câu mà con nói là cha mẹ nuông chiều con cái để cho con đi lên thành phố Hồ Chí Minh đó. Cái vấn đề đó không phải là nuông chiều, mà tức là gia đình với cái dương tâm là tôn trọng cái ước mơ của con đó, thì cũng mong muốn cho con là con có từng nghe cái câu mà nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn chưa? Nghe chưa? Rồi, bởi vậy gia đình mới là tôn trọng con, là cho con đi và đi cho biết đó biết đây, ở nhà với cha mẹ biết nào khôn. Con xin ngắt lời cô. Cô nói là gia đình đồng ý với đam mê của con và cho con có thể tự bươn trải. Nhưng mà theo lời bạn ấy vừa nói là bạn ấy trốn gia đình cơ mà. Bạn ấy là trốn chú nhủ ở Hồ Chí Minh để bạn chạy đam mê của bạn mà không theo sự đồng ý của ai hết. Thật ra là mình phải quan sát. Mẹ tôi, ý mẹ tôi đang nói á là khi tôi bỏ đi rồi, gia đình mới tôn trọng tôi để cho tôi theo. Đó đó đó, khi anh bỏ đi rồi thì gia đình mới hận. Thì đó là sự nông chiều chứ còn gì nữa. Đó phải sự hối hận, mà đó là... Nhưng mà bây giờ tôi cho cô ý kiến, cô nhắc lời xíu nha. Tức là không phải là thời gian đầu á thì là cháu có bỏ đi thiệt, cháu trốn gia đình đi thiệt. Nhưng khi mà nó lên thành phố Hồ Chí Minh rồi đó thì đó là cháu đã chứng minh được cái bản lĩnh của mình và cái khả năng của mình là trụ được ở thành phố Hồ Chí Minh, và cái sự cố gắng của cháu để cho gia đình thấy điều đó, và gia đình đã tin tưởng và tôn trọng cháu để cháu quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, giờ đây trước khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng, tôi xin phép được tham khảo hai quân sư hai bên. Nào hai em, nếu em được chọn một chàng trai để kết đôi với bạn của em sẽ chọn ai? Theo ý kiến của em thì nếu em chọn thì em sẽ chọn gia đình của Quốc Thiện. Quốc Thiện, chàng trai con sưởng vải, lý do vì sao ạ? Thứ nhất là về cái cơ ngơi của gia đình bạn đi, là bạn có một cái chỗ dựa vững chắc rồi. Nếu mà như mà chọn về với gia đình của bạn này á, thì em nghĩ là sẽ là ổn định hơn. Và bạn cũng có học hỏi cái việc kinh doanh từ gia đình của mình nữa. Cho nên là em cảm thấy là gia đình của bạn Quốc Thiện thì ổn nhất. 1-0 dành cho con trai của mẹ Tâm. Chúc mừng Quốc Thiện. Tôi thì lại không đồng ý với cái quan điểm của bạn đang nói. Tại vì với một cái chàng trai á, mà có cái cơ ngơi sẵn á, mà như là kiểu là
con cái đặt đâu thì cha mẹ phải ngồi đó. Và như vậy thì khi mà cái bản chất như vậy thì sẽ là một người đàn ông gia trưởng. Và đã là người đàn ông gia trưởng thì khi đi về với cái người phụ nữ của mình thì có thể cái tính đó sẽ mang đến cái sự gia trưởng dành cho người phụ nữ của mình. Cho nên nếu mà em được chọn thì em sẽ chọn bạn Hoàng Việt. Cho nên Như ơi, nếu như mà Như không chọn thì thôi để Hoàng Việt cho mình. Để Hoàng Việt cho mình. Thiệt không? Chắc cũng thiệt. Vậy là một đều chúc mừng cho mẹ Ngọc và Hoàng Việt. Nhưng đây chỉ mới là ý kiến tham khảo thôi. Chúng ta cùng đến với ý kiến cuối cùng quan trọng nhất của người phụ nữ quyền lực nhất trên ghế của nhà gái. Và mẹ ơi, hai vòng trước, một vòng chúng ta đã dừng cuộc chơi với một gia đình, một vòng thì một gia đình rời cuộc chơi. Ở vòng này mẹ không chọn để dừng cuộc chơi nữa, mà mẹ chọn để kết đôi với con gái của mẹ. Vậy thì giữa Hoàng Việt và Quốc Thiện, đâu là chàng trai mẹ chọn để kết đôi với con gái của mẹ? Xin mời mẹ đưa ra lựa chọn của mình. Chàng trai mà tôi chọn kết đôi với con gái tôi là... Quốc Thiện. Dạ thưa mẹ, Nalisa Nguyễn. Dạ. Vì sao mẹ Nalisa Nguyễn chọn em Quốc Thiện thưa mẹ? Thật sự rằng là với tâm tư của một người mẹ, bao giờ cũng muốn con gái mình sẽ chọn một cái bến đỗ an toàn. Về gia đình của Quốc Thiện thì nhà gái nhận thấy rằng là nói về hình thể, sắc đẹp, con là một người đàn ông manly. Nói về một gia đình thì mẹ thấy rằng có một cơ ngơi vững chắc, đó là một cái lợi thế mà nữa sau này con gái của cô ngoài những cái hoạt động về nghệ thuật thì về nhà cũng có một cái chốn mà để con gái cô là cùng con phát triển được sự nghiệp và có thể kinh tế nó ổn định lâu dài. Và cái đó là cái là cô mong muốn cho con gái cô đỡ bề vất vả trong cuộc sống và kinh tế. Yeah. Em thấy sao với lựa chọn của mẹ Nalisa Nguyễn? Dạ, con cảm ơn cô. Thì hôm nay cô chọn con rất là vui, con rất là hạnh phúc. Hôm nay là ngày con cảm thấy là mình thực sự là chiến thắng rồi. Với lại con cũng rất thương mẹ con, nên là con rất là hiểu và thương những người làm mẹ. Hôm nay thì cô chọn con, nhưng mà không biết trong lòng của bạn thì con muốn chọn con hay không. Nhưng mà con cũng hy vọng là bạn có một chút gì đó hướng về con. Cảm ơn con. Thưa quý vị, đây là chàng trai đã được gia đình lựa chọn. Dĩ nhiên mẹ nhà gái hoàn toàn hợp lý khi suy nghĩ đến tương lai và đặc biệt là ổn định kinh tế sau này. Nhưng quan trọng là người quan trọng nhất ngày hôm nay có nghĩ giống mẹ mình hay không? Bây giờ nói thiệt với anh Phương Hiếu thì cũng như là với quý vị khán giả thì em thực sự là đang còn phân vân, đang không biết là mình nên chọn ai. Nên là em cũng đang còn bối rối một xíu. Còn bối rối chút xíu đúng không? Dạ. Tôi nghĩ là bà nên chọn theo ý của mẹ đi. Tại vì bà nói là lúc nào bà cũng tin tưởng quyết định của mẹ bà đúng không? Cho nên là tôi nghĩ quyết định của mẹ bà là chính xác. Không, đừng có tin vào ông này nói. Thì bạn cứ đổi quyết định đi. Nếu mà có thấy bản thân mình thật sự muốn thì mình cứ theo con tim của mình. Bạn nên nhớ một điều là nếu mà bà không đưa ra lựa chọn đúng thì coi chừng là tôi sẽ là người chọn. Nghe đồn là hồi nãy cô thích Hoàng Việt. Dạ đúng rồi, không đồn đó là sự thật. Rồi, tự nhiên em không biết là tới đây vì em hay là tới đây vì bạn nữa. Ha, anh cũng không biết sao luôn á. Em không biết là em có dẫn lộ người đi không nữa. Bạn thân dữ chưa? Nhưng quan trọng là bây giờ thôi mình vui như vậy để mình thoải mái tâm lý hơn. Ngay lúc này sau tiếng đếm 1, 2, 3 của tôi, nếu như Quỳnh Như đồng ý với quyết định của gia đình mình, nghĩa là Đồng Như cũng có cảm tình với Quốc Thiện, thì Như di chuyển lên đó nắm tay Thiện, màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em có suy nghĩ khác, nghĩa là không chọn Quốc Thiện, thì em có quyền đứng tại đây và nói cho chương trình được biết lựa chọn của em là gì. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi ạ. Các bạn nghĩ là Quỳnh Như sẽ hợp với Quốc Thiện hay Hoàng Việt hơn? Nào, 1, 2, 3. Hoàng Việt. Hai cái tên đều được vang lên. Bây giờ lựa chọn nhé. Anh đếm nhé.
1 2 3 Sao vậy? Sao vậy? Anh thấy mẹ chọn cũng hợp lý mà. Lý do mẹ đưa ra rất hợp lý. Thật sự thì em biết là mẹ muốn tốt cho em, nhưng mà em tin vào cái tình cảm của mình, em tin vào cái lý trí và con tim của em. Em tin vào lý trí và con tim của em, nghĩa là lý trí và con tim của em đang đặt ở một nơi khác hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì thưa quý vị, tôi sẽ được tuyên bố màn ghép đôi ngày hôm nay không thành công. Nhưng chúng ta đã nghe được giải bài con tim và lý trí của Quỳnh Như đang đặt ở một nơi khác. Thì nghĩ sao về kết quả này? Dạ thì trước mắt là em buồn. Nhưng mà cuộc sống này thì đâu có gì như mình muốn đâu anh. Không ai sinh ra mà hợp nhau hết á. Nên em nghĩ là, với lại em có suy nghĩ là nếu mà bạn chọn ai bạn ấy cảm thấy hạnh phúc thì bạn ấy chọn thôi. Bạn ấy hạnh phúc là em vui rồi. Thưa quý vị, một chàng trai còn lại không được chọn là Hoàng Việt. Không biết Hoàng Việt còn ở lại không ạ? Tôi đã nghe tiếng hiện trường rồi. Hai mẹ con vẫn còn. Dạ, chào đón Hoàng Việt trở lại sân khấu cùng mẹ. Dạ, cô và em đứng bên đó dạ. Rất may là mẹ và em vẫn còn ở lại sân khấu, lọt hẳn tiếng hiện trường vào trong phim trường này. Dạ, mẹ ơi, mẹ biết vì sao mẹ Hiếu mời mẹ ra không? Biết. Vì sao ạ? Tại vì là con dâu yêu dấu của mẹ nè, sẽ chọn con trai số 1 của gia đình mình. Hai chàng trai còn lại đều đã xuất hiện tại sân khấu. Một chàng trai đã bị em từ chối. Không biết là chàng trai còn lại có phải là lựa chọn của em hay không. Vậy thì cho anh hỏi, lựa chọn của em là gì? Dạ, lựa chọn của em là Hoàng Việt ạ. Thiện ơi, em có thể xuống đây được rồi. Xin lỗi em vì chiếc ghế đó không dành cho em nữa. Nhưng mà cũng đừng có buồn nha. Rồi, Quỳnh Như, tại sao em chọn chàng trai bên kia mà không chọn chàng trai bên này? Tại vì theo con cảm nhận được là Hoàng Việt có một cái sự gì đó rất là chân thành, có một cái điều gì đó tuy rằng lời nói không có được lưu loát, nhưng mà con thấy được cái sự chân thành trong những câu nói, trong những cái phản biện của mình, cũng như được là cái công việc của ảnh có tự lập về kinh tế, cũng như tự lập về cái con đường mà mình theo đuổi. Điều mà em nói ra đây không có nghĩa rằng là anh không có chân thành trong cái lời nói của mình, nhưng mà em cảm nhận được người đàn ông này chân thành hơn. Còn nói gì nữa. Mẹ nghĩ sao khi con gái của mẹ không nghe lời mẹ? Thật sự rằng là mẹ cũng rất là buồn nhưng xíu thôi. Tại vì người con trai mà mẹ chọn thì con không được vừa ý lắm. Nhưng mà mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con và hy vọng rằng là hai con sẽ hạnh phúc. Nói gì nữa, nếu như vậy rồi thì thôi mình ra sân khấu để chào khán giả luôn mẹ nha. Dạ xin mời ạ. Chúng ta
tôi mong rằng cái kết hạnh phúc ngày hôm nay sẽ gửi gắm lại cho quý vị để quý vị có một đêm ngon giấc. Và đừng quên đón theo dõi chương trình Thông Gia Song Đấu mùa 3 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện vào khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và giờ đây, tôi là Phương Hiếu đến từ Thông Gia Song Đấu. Xin chào và hẹn gặp lại. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.